đau dạ dày là một vấn đề phổ biến. Nhiều người gặp phải do căng thẳng, thói quen ăn uống không lành mạnh hoặc các bệnh lý về tiêu hóa. Để giảm đau và hỗ trợ dạ dày phục hồi, việc bổ sung một số thực phẩm và đồ uống phù hợp có thể giúp làm dịu cơn đau ngay tại nhà. Sau đây là năm gợi ý đơn giản nhưng hiệu quả: 1. Trà bạc hà. Bạc hà có thể làm giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS) một chứng rối loạn mạng tính gây đau dạ dày, đầy hơi, táo bón và tiêu chảy. Tinh dầu bạc hà giúp thư giãn các cơ trong đường tiêu hóa, làm giảm co thắt ruột và từ đó giảm đau và tiêu chảy. Hay trà gừng. Đau dạ dày thường đi kèm với buồn nôn, chuột rút bụng và chóng mặt. Uống một chút trà gừng có thể mang lại cảm giác dễ chịu. Gừng có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn giúp giảm buồn nôn và hạn chế kích ứng dạ dày. Đun sôi một ít lát gừng với nước, thêm chanh hoặc mật ong tùy khẩu vị rồi uống khi còn ấm. 3. Thực phẩm lỏng. Khi bị nôn mửa hoặc tiêu chảy, cơ thể mất nước và chất điện giải. Các món nước dùng như nước luộc gà, súp hoặc nước hầm xương chứa nhiều chất điện giải như natri, kali và canxi, giúp bổ sung chất lỏng và phục hồi cân bằng điện giải rất hữu ích khi dạ dày bị viêm. 4. Chuối chín Chuối là loại quả có tác dụng kháng axit tự nhiên, giúp làm dịu cơn đau bụng. Chuối giàu kali, giúp tăng sản xuất chất nhầy, bảo vệ niêm mạc dạ dày, đồng thời hỗ trợ phục hồi niêm mạc bị kích ứng. Ăn chuối cũng giúp bổ sung năng lượng, giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn nếu cảm thấy mệt mỏi. 5. Khoai tây Tương tự chuối, Khoai tây có vị nhạt và chứa nhiều kali. Một củ khoai tây nhỏ cung cấp khoảng 374 mg kali, giúp giảm đau dạ dày. Khoai tây luộc đơn giản là lựa chọn dễ tiêu hóa, vừa giúp cung cấp dinh dưỡng, vừa xoa dịu dạ dày. Rửa sạch và ăn cả vỏ để tăng cường chất xơ. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng